Đây cô chú anh chị, bây giờ là em Sang á là sẽ cử động với thử cánh tay này cho ông bà cô bác xem nha. Ở đây là cánh tay điện của bác anh chị. Cánh tay này là 120 triệu. Nặng dữ không em Sang? Nặng. Nặng lắm hả? À, mà em thấy nó vận động sinh hoạt dễ không? Cũng dễ. Cũng dễ ha, mà cũng đang tập đúng không? À, cái tay cử động nè. Em cử động duỗi thẳng rồi chứ gì vậy? Ờ bẻ phải không? Này. Này, có chị Tư cũng về. Cái tay này em ôm vợ em được không? Chưa tập quen. Chưa tập quen hả? Là mới đem về tới nay là bao nhiêu ngày rồi? Mới qua nay à. Qua nay hả? Dạ, 2 bữa. Cái này em tập luyện mà nó quen á, nó sử dụng nó nhanh lắm, thành thạo dễ lắm. Bữa em điện anh á là mới về đó. Ừ. Bữa em điện anh là tôi về đây là tới tối thù luôn á. Ờ, cái tay nè. Bóp vô tôi thử em. Ủa, cái tay này nó mềm cũng giống như tay người quá ha. Cái da này. Ừ, giống như da người quá vậy. Cái da này cũ lên hỏi mấy triệu á. Hôm bữa cái da vậy hả? Ừ, cái da vậy không á, mấy triệu á. Da giờ mấy triệu hả? Silicon không á? Gách hay là cái gì đó nha, là lên mua lại cái da khác là mấy triệu. Bữa hỏi chú lại cho nó là mấy triệu. Hôm bữa nhiều cô bác nói rồi gắn cái tay này vô rồi cái gì bốc thì không bốc, mà cái gì mà không cần bốc thì bốc. Rồi sao? Rồi bữa nay rồi sao điều khiển nó thấy được không? Cũng được mà chưa có quen mấy. Để ông ấy cầm lên bóp mũi vợ thử coi được không? Chú bậy bóp đau lắm. Bóp đau lắm hả? Bóp đau lắm. Đâu hả cho coi. Bữa bóp em đổ tay luôn. Tại cái rồi, cái em thả cho coi. Từ từ. Tại vì cái cùi anh hơi ngắn. Cái cùi nó ngắn quá rồi. Ừ. Nó không có cơ rồi đưa vô ngay cái số kép nó chưa có quen. Ừ, cái cùi tay nó hơi ngắn đúng không? Ờ, nó giãn hay hết mức là cả này hả? Dạ. Rồi em bóp lại coi. Ờ, nó từ từ đó. Thôi. Hù cứng dữ ha. Con cầm đồ này nó không có vớt nè. Dạ. Ôi. Nè bóp vô. Nó thử coi. Ờ. Nó hở vậy đó. Ờ, nó hở vậy đây. Ờ. Ừ. Rồi thử coi. Thách được cái gì không? Ờ. Ôm quá trời mà dán ăn lên. Này có hai đứa cháu qua đó nè. Dạ khán ông bà đi con. Dạ ông bà. Ừ ngoan nè. Đứa nào cũng ốm hết trơn. Té em đó, té. Ê có chừng. Chạy xong rồi xúc hai cái kia hết trơn rồi. Chạy xong rồi xúc hai cái màn đạp hết rồi. Rồi sách bình thủy nè. Không em bể sao. Chạy đi. Bóp chặt vô. À, sách bình thủy được rồi nè. Này cử động cũng hơi mới đầu á, mới qua nay à, nên cử động là cũng còn hơi lụp chụp với cô chú anh chị. À, xách những cái vật dụng được. Rồi bác sĩ Nam á là nói cầm nắm là khoảng bao nhiêu ký không em? Dạ không. Tùy chắc này tùy theo sức người, sức mình. Ừ. Nếu mà em khỏe thì em vẫn cầm những cái đồ nó nặng đúng không? Dạ. Rồi em gắn đây. Ờ. Cái của anh mấy năm nó là cái cơ anh dài thêm khúc nữa. Ừ. Cái cơ của anh dài thêm khúc nữa. Nếu mà cái tay nó dài thêm khúc nữa là đỡ quá rồi. Dạ em còn đâu em ôm vợ em thử coi. Cái này bác Nam phải chỉnh dữ lắm. Đâu ôm vợ em nè. Ôm hai tay. Ừ. Đâu tay kia nữa. Bập vô. Gì à? Ừ. Ừ, đó, thấy không cũng được nè. Cái này bác nói cái này phải chỉnh lên cao chứ, tại vì sao anh có chút xíu à. Thử 2-3 bữa mà thử nhiều lần quá nó không có dính. Ừ, nên mình phải dán tập chút xíu. Dán tập. Mới về là cũng ổn rồi. Dạ. Mình dán ở nhà là những cái lúc nào hai đứa rảnh rỗi đó thì tập cho nó quen. Tại mình đem về là mình phải sử dụng nó. Dạ. Hiệu quả. Ngày tập 2-3 lần. Ừ, ngày 3 tập. 3 lần. Ừ. Mới đầu đeo á, đau cơ quá rồi tháo ra. Ờ, nó hơi nặng ha. Dạ. Nó bị đau cơ. Nó cứng rồi bên. Nó cứng cái phần chằn được, cứng dữ lắm. Ờ. Nó cứng. Cứng cái nách hả? Cái xương. Cứng nách luôn nè, nặng nó xuống. Lạ cho cái xương cơ của anh trong lúa hả? Cứng đau chứ. Cứng ngay chỗ này nữa nè.
Dạ, bữa là tổng cộng là bao nhiêu tiền, có lấy thêm hay là bớt gì không? 120 triệu. Là chẳng luôn ha, không dạ. Có không có bớt gì mà cũng không có thêm ha. Dạ không. Ừ. Gì em làm cái này bằng sắt này, cái chồng cái là tay này vô. À. Cái này mình silicon thôi nè. Cộng ngoài này ở trong này là bằng sắt. Ở trong đây bằng sắt. Chà, cứng dữ à. Bữa anh thấy cũng có tội ông nội nó cán luôn cái chân luôn rồi. Trời ơi. Tôi tranh thủ quay đại về nó hành hạ quá. Chịu gì nổi. Về bữa cho đi bán vé số thấy bà luôn nè. Ra mới đi mua sữa đổi được chiếc xe. Ủa? Mua sữa mà đổi được chiếc xe này hả? Dạ tích điểm anh. Tích điểm ngon vậy? Tích điểm đổi xe. Ừ. Mua sữa tích điểm đổi. Rồi. Thế nói chung vậy anh cũng mừng rồi. Cũng xách đồ vận động đồ cũng được, co giãn đâu được. Dạ. Khớp này đấy. Mày về tự nhiên cứng đơ, cứng còng giống như cục đá là thua. Nè em thấy mừng không? Dạ cũng mừng. Tập ăn uống. Dạ. Đó. Là về là tập ăn uống cầm đồ cầm chắc. Cuối cùng ước mơ cũng thành hiện thực hả? Dạ. Ừ. Phải giờ cũng xong xuôi hôm bữa rồi tay gì lâu lâu về quá trời anh cũng lo vậy cô bác cũng lo nữa. Bắc Nam là điện ở bển rồi đặt nó mới làm chứ không có tay sẵn nên nó lâu. Nó đi theo cái ni của cái người đúng không? Dạ. Này đặt lượt Bắc Nam đặt lượt rồi lớp tay lớp. Thôi hai đứa ngồi đi cho đỡ mỗi chân. Bắc Nam đặt lượt lớp tay lớp chân luôn á. Rồi hết người ta đặt á. Bắc Nam đặt lượt lớp tay lớp chân luôn rồi cái lấy một lần á. Rồi cái nó hơi lâu. Ừ. Đợi cái này đợi cái kia nó hơi lâu. Ừ. Nó co giãn rồi. Ủa nó co giãn sao mà mình hay vậy? Nó có cái sốc kép đây nè. Cảm ứng á. Cảm ứng hả? Đụng vô cái nó mở ra đóng lại. Ờ. Đụng ra trước thì nó mở ra. Cái này tại vì bác sĩ Nam á chỉ em sao á thì anh mới biết. Dạ. Anh em mới biết chứ anh không bó tay. Có khỏe. Này cái tay ngon lành rồi đó chị. Dạ gắn rồi ạ. Gắn tay ngon lành đó chị Ngọc. Dạ. Ông vậy cũng mừng chứ có đang hoạt động sinh hoạt được bình thường hả? Dạ. Ông sinh hoạt được bình thường hả đúng không? Dạ. Ờ, tao vậy mừng cho ngon quá, nhật luôn á. Dạ. Em mừng quá, nhật luôn á. Chị cũng mừng cho em chứ. Dạ. Này đi ở đâu chị? Dạ. Tính đủ hơn, tính lâu em để em biết. Con nghe. Thứ ba thì mình nghe. Dạ dạ. Dạ, ảnh mới lên. Rồi dạ nha ba, quay đây là cho chị nói với lại dạ. Ao đi. Dạ. Sang ơi. Dạ. Cho cô chú gọi lại thăm ba mẹ con với gia đình con khỏe hết nhưng con. Dạ, con nghe, cảm ơn cô ạ. À. Dạ. Rồi con trai cố gắng lên nha, con trai con gái cố gắng lên nha con. Hai dạ. Chào con đó nha. Dạ. Dạ. Rồi chị chào con nha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi chị chào con luôn. Dạ dạ. Chào anh chào chị. Rồi vậy cho con. Dạ dạ. Cầm nắm nữa, nắm cầm nắm. Trời ơi má ba. Ủa sao? Rồi con chào má ba. Chị ba chào em không ạ. Rồi chừng nào má ba lên thăm nó. Ít bữa nó chơi rồi nó sẵn chị chạy vô à. Dạ nó nhớ quá nó khóc rồi. Với lại là còn đem chữ nó 100 tư. Hôm nay chắc nó hoài này tới không biết sao đem ra đưa cho rồi nó chữ hoài. Dạ. Đây. Chữ nó 100 đây. Dạ. 100 đô của ai nữa vậy cô? Thì 100 đô không kỳ của chị gì nhà bên Mỹ mà gửi đó. Dạ. Cái gì của Vy, cô Vy vậy? Đang ở nào đem vô cho tụi nó. Dạ dạ, vậy là mình tính không nhận rồi chị Vy có gửi thêm cho gia đình đó cô. Gửi hả? Đợt rồi mà mình thiếu sót á.
Dạ. 1.000 lận. Dạ, 1.000 luôn. Chị hai thì không giá khỏi là 100 đô của tên của người nào. Đến chừng mà đưa rồi mà bà mới nhớ được cái tên của cái người gì đó. Nhưng mà bởi vì vậy bà chị cũng có nói với cái người kia rồi, nhưng mà không sao. Dạ thì dạ. Mình cũng không phải là mình không đưa, nhưng mà chỉ không có nhớ cái tên á. Dạ dạ. Để hôm nay cái trăm đó là từ hôm mà chỉ ở bên này chỉ mà đâu có ra rồi nói từ đó mà giờ chưa có từ đó nó chưa có lấy. Dạ. Còn giữ hoài nè. Ừ. Rồi chị đang giữ nè. Dạ. Để bữa nay chị. Mạng yếu quá. Dạ bữa nay em tới cập nhật cái tay xong xuôi rồi còn chút đỉnh tiền em gửi cho nó luôn để mà công giữ nhiều mệt quá. Vậy là em gửi cho nó luôn ha. Dạ dạ em đang trực tiếp ở trên nó đang thử cái tay á chị. Vậy thôi hai quay đây rồi bữa nào mà chị ấy chị chạy vô. Dạ 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 cảm ơn chị ba. À nè em. Rồi có tiền nữa ha. Này cô chú anh chị xem nè, cái tay này nó cũng hơi nặng à, chắc cũng cả ký mấy hai ký á. À, nó bằng cơ, ở đây có cơ có gân luôn của bác anh chị, gân nhưng mà gân bằng điện, đây cộng dây bằng điện luôn đây nè. Rồi gắn là đã cho chồng em đi rồi mình ngồi. Đội em tập em có bị khó khăn gì không? Cũng có. Đau ơi. Đau lắm hả? Giờ đau. Chưa lúc đầu chưa quen đau, còn đau, cứng rồi còn đau. Mới qua nay mà em tập vậy là cũng hay rồi đó. Dạ. Tại vì nó đâu có phù hợp liền được, từ từ mình thích nghi. Nói chung á thì em cảm thấy cái hiệu quả của cánh tay này nó có hiệu quả không? Dạ, cũng có. Cũng có đúng không? Dạ. Hay là gắn vô nó có bị nó có vô dụng không? Dạ không. Gắn rất là tốt đúng không? Dạ. Có gì thì nói nha, để nhằm khi rồi anh đăng tải lên rồi cô bác hoặc là những cái chỗ mà những người mà giống như tình trạng giống như em á. Dạ. Thì cũng có gắn nghe Bắc Nam rất là nhiều. Thì nhằm khi á là tốt hay là mình cứ nói hoặc là không có phù hợp mình cứ nói, nhằm khi cô bác là tới đó đặt tay á. Không, cái này em thấy anh gắn xong rồi nhà anh cầm nắm rồi ấy mà. Cầm nắm rồi rất tốt đúng không? Dạ. Ừ. Thế lại chả Bắc Nam đồ cũng tiếp đồ nhiệt tình á. Bắc Nam tiếp nhiệt tình. Dạ. Da này cũng mịn nè, tại silicon đúng không ạ? Bóp da đúp vô nè, hả? Em bóp da đúp vô cho anh xem. Bóp da đúp vô cho anh xem. Cái này xách nước được nè. Nhưng mà nói chung á là cái đồ này cho gì dù là em xách nặng được thì theo cái sức cơ thể em kéo. Nhưng mà bên cạnh đó thì em phải sử dụng mức độ hạn chế thôi nha. Không phải hạn chế gì nhưng mà hạn chế xách đồ nặng dữ. Chứ mình xách đồ nặng quá thì cái đồ gì á cũng phải có cái mình xài mình làm quá thì chắc chắn thì đồ nó sẽ mau hư. Cái này bảo hành bao lâu vậy em sang? Chắc năm. Mở ra. Một năm. Dạ. Mở ra. Rồi nói chung là có qua một năm thì có vấn đề trục trặc thì Bắc Nam vẫn xử lý đúng không? Dạ, vẫn xử lý. Thì mấy cái này thì những cái đồ này là bằng điện đúng không? Bằng điện. Bằng điện thì em hạn chế nước nè. Dạ, hạn chế nước, mưa đồ không có đi được. Hạn chế nước rồi với trời mưa. Với tắm rửa rồi hạn chế nè, không có ấy theo. Tính ra là lát xong về là tắm rửa tay vẫn tắm luôn. Hả? Sao em? Tính ra là gắn xong rồi tính. Rồi bữa nay anh thu xếp là gửi tiền cho hai đứa hết luôn ha. Dạ. Làm sao? Dạ sao cũng được. Chứ anh giữ hoài mệt quá. Không ăn uống gì được mà giữ mệt quá. Giữ hồi hộp ở canh nữa. Sợ ăn chậm nữa. Gửi ngân hàng á thì sợ bị hacker. Hacker ấy ba cái thẻ tại người ta bị hoài đó.
Còn để ở nhà thì phải canh, sợ ăn trộm lấy nó, tiền không phải của anh, lỡ lấy cái là mất công bán đất nữa. Đau, đau. Gì vậy? Vậy nóng đau hả? Này tranh thủ rồi, chứ để bên bển là có nhạc là chết anh rồi. Trời. Xích qua cho anh ngồi ké chứ. Ê, đừng có xa quá nó không vô ảnh đó nha. Xích vô em. Đó, anh ghi hình đó, còn ghi hình đó nha. Quýnh lộn đi, đăng lên biết. Rồi đau lắm luôn á. Ừ. Có gì tắt video xong rồi hai đứa không quýnh gì quýnh. Nè. Trời ơi, bóp một cái đỏ tay luôn hả? Ừ. Rồi đừng bóp anh nha. Chắc ngồi đang rác cái nào đó. Rồi, thôi nhìn lên mấy ảnh nè. Hồi nãy giờ thì Phong Nguyễn cũng đi xuống đây thăm hai vợ chồng em Sang với em Quá. Thì trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì Phong thật sự là cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều, đã tạo điều kiện, tạo cơ hội cho Phong á, giúp đỡ cho em Sang để có điều kiện gắn một cái cánh tay là ước mơ của em nó. Còn cái tay hôm đây á, là hôm bữa đi lên bệnh viện thì bác sĩ Nam cũng tư vấn cái chỗ bệnh viện á, nên mà nhưng mà lên chỗ khám á thì không có cứu được cái tay này của bác anh chị, không có nối gần được. Vì chết gần. Chứ ảnh ốm quá, nó bị sát cơ. Bữa này em dán ăn uống cho nó bồi bổ lên, tại cái cánh tay này nó nặng lắm. Dạ. Để cho có sức mình mới điều khiển với mà khiêng giác đồ nặng được. Thì tới đây thì anh thấy là cánh tay này nói chung á, thì người ta nói là tiền nào của đó thì nó cũng rất là đúng. Chứ mà gắn cánh tay mà mấy chục triệu mà nó giống như cái khúc gỗ, nó đâu có vận động cũng như không. Còn này em vận động rồi bóp da bóp vô được nè, với mà ôm vợ được là được rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Thì thôi thì bây giờ là hôm bữa giờ anh trao tiền tới bữa nay là còn bao nhiêu tiền báo anh để anh trao cho gia đình ha. Dạ. Yeah. Còn bao nhiêu vậy em? Còn 124 triệu. 124 triệu đúng không? Dạ. Yeah. Rồi bữa nay là anh sẽ đếm tiền trao gia đình ha. Dạ. Yeah. Nè đây. Bây giờ cầm tiền được không? Này một sấp này là 100 triệu. Là tổng cộng là 10 sấp. Một sấp bự vậy là 100 triệu nhưng mà 10 sấp, một sấp là 10 triệu. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là 100 triệu. Với 100 đô đúng không? Ủa 1000 đô đúng không? Dạ. Yeah. 1000 đô là 24 triệu. Tại lúc thời điểm đó thì đô nó xuống á lâu rồi. Chứ lúc này thì hình như là anh nghe nói là 24 triệu mấy trăm á. Nhưng mà lúc đó là 24 ha. Để đổi lúc nào tính lúc đó. Dạ. Để anh đếm 4 triệu nó trao cho em ha. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Điểm lại giúp anh, tại dính tiền quá. Điểm lại giúp anh. Nó xích ở đây để cho màn ảnh cho cô bác thấy. Dư hả? Rồi hên à. Nhờ điếm lại mới dư được con tờ đó. Anh bỏ vô. Thì trong ngày hôm nay á, thì Phong thật sự là rất là mừng, rất là hạnh phúc luôn. Tại vì mấy bữa dài á, là không, gần như là tiền Phong giữ là tối bữa nào khó ngủ lắm. Tại vì tiền của hai đứa nó, lỡ có gì á, sự cố gì nó mất công thì mình chịu nữa. Rồi bên cạnh đó thì bây giờ là tay gì thì nó cũng đã về tới nhà và nó gắn thì cũng có hiệu quả rồi. Thì bên cạnh đó thì tiền, cái ngày hôm nay số tiền ở đây là tới còn lợi là 124 triệu.
thì đây là một số tiền rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Thì kênh của Phong thật sự là rất là nhỏ thôi, nhưng mà không biết là duyên như thế nào, may mắn như thế nào á, được Mạnh Thường Quân với cô bác tin tưởng á, giúp cho anh Sang số tiền tới cả 400 triệu. Thì tới ngày hôm nay là số tiền còn lại mà Phong giữ thì 124 triệu cũng đã trao hết rồi. Thì sau khi mà em nhận cái số tiền còn lại này thì em cảm nhận như thế nào? Thì sao? Không biết chuyện gì luôn hả? Hôm bữa giờ biết lâu rồi mà. Thì đảm bảo biết lâu là anh không giữ. Cầm giúp anh ha. Dùng cái gì là giúp anh. Chi cái gì dùng cái gì là anh nói với anh Phong sẽ đưa. Còn sao mà giờ là đưa vợ chồng em không biết làm gì. Thì gửi ngân hàng chứ chẳng lẽ để ở nhà. Đúng không? Chắc đi gửi. Gửi càng sớm càng tốt, tại dạ. Vì tiền để nhà nó nguy hiểm lắm. Dạ, đây chắc chiều nay ấy em đi luôn. Ừ, bây giờ cũng còn sớm thì hai đứa tranh thủ gửi đi luôn. Dạ. Ngân hàng nay đâu làm. Ừ, đi. Quên nay mai. Để cho gì cái clip này thì Phong sẽ đăng tải sau. Tại nhầm khi là những có những người mà không có được tốt á, người ta biết có tiền á, người ta sẽ lẻn vô. Dạ. Thì cái clip này chắc chắn là Phong sẽ đăng sau vài ngày. Thì sau khi đó thì chắc chắn là tiền đã được nằm trong ngân hàng rồi. Dạ. Thì hôm bữa hai vợ chồng có dự định gì không? Dạ, hôm đợt cái thì hai chồng dự định là mướn miếng đất cho nhỏ, xong rồi nuôi để chăn nuôi ớt cho nó vừa chứ phần đó đó, chứ còn như là trồng trọt, trồng ra đồng vô. Ừ. Mà giờ là mấy chú bảo là nếu mà mướn đất á, thì mấy chú hồi sớm á, bảo là nếu mà mướn đất á, thì để coi mấy chú coi miếng nào rẻ. Thì miếng nào tốt thì mấy chú mới kêu giùm cho. Mà để chắc này là vợ chồng em gửi vô trong tiết kiệm. Nhưng kiệm mà gửi một, dạ, gửi một mớ còn trừ ra khoảng đủ chăn nuôi anh à. Với lại em cũng xin luôn là em xin 10 triệu riêng. Tại vì đang tới bữa đám nữa là có xin đi về dưới đám phụ, cho nên là em xin ghi 10 triệu ông xin ngoài. 10 triệu để tới đó là đi xuống phụ đám ở nhà ở dưới quê đúng không? Dạ đúng. Rồi hôm bữa hai đứa là tính gửi vào kênh anh ít tiền để giúp cho bà con. Dạ đúng rồi, hôm đó là có đổi ý không? Dạ không, vẫn gửi. Gửi đúng không? Dạ, vẫn gửi. Gửi xong rồi lúc hai vợ chồng muốn lộn rồi chết luôn à. Dễ gì. Dạ vẫn gửi, gửi vào kênh anh là vẫn gửi. Rồi gửi nhiều báo cho cô bác anh chị biết luôn để nhầm khi mốt anh trao hoàn cảnh đó rồi. Mới đầu hình như là em Sang nói là 20. Dạ. Xong mà rồi má trong gia đình có hội ý lại. Dạ. Má đầu bảo là cho nhiều quá người ta, mấy cô bé bé thì cũng mấy. Nên là để dành chừa để bệnh hoạn cho mấy đứa nhỏ rồi nữa. Thì lại gửi anh Phong 10 triệu để theo kênh anh Phong muốn giúp đỡ hoàn cảnh nào nghèo khó khăn. Giống thôi vợ chồng em hoặc là hơn vợ chồng em. Có thể mấy cô, mấy chú đồ nghèo, hoàn cảnh khó khăn hơn vợ chồng em có thể nhận được. Thì cái này thì cái tình cảm gia đình em dành cho những san sẻ, những hoàn cảnh khác. Dạ. Thì anh cũng chứ, chấp nhận. Dạ, chứ em hôm đợt là hai chồng tính bàn là giao cho anh là cũng bận, cũng nhiều. Nhưng mà bảo là hỏi ý kiến gia đình là nó là mấy cô mấy bác ở ngoài cũng nói là mình còn con nhỏ, đúng còn rồi. Lo nhiều thứ. Nhưng mà nhầm khi cô bác mà dành cái sự yêu thương cho mình á, rồi muốn cho mình có cái cơ hội để phát triển với lo cuộc sống, nhất là lo hai đứa nhỏ. Dạ. Mình... với lại bệnh hoạn bé nhỏ chưa xong. Cái này không sao hết. Giống như là tụi em á, là muốn giúp và san sẻ cho dù là ít cỡ nào hoặc là số tiền bất kỳ số tiền cỡ nào đi nữa, nhưng cái đó là tấm lòng của tụi em rất là quý rồi. Tại vì cái số tiền toàn bộ ở đây á, là gần như là 400 triệu thì tụi em nó hoàn toàn là của em hết. Nên mà cái việc mà em muốn san sẻ bao nhiêu thì cái đó là cũng là một cái điều tốt. Rồi, thôi hai đứa cất tiền, còn cái này là... Dạ, cái này em trao cho anh. Cái này là số tiền mà 10 triệu đồng của gia đình của em Sang với em Quá gửi cho Phong. Sẽ bỏ vào cái quỹ kênh của Phong. Nhưng mà Phong sẽ làm rất là rõ ràng và minh bạch. Thì trong cái lúc mà Phong chích ra hoặc là trao cho hoàn cảnh nào á, giống như mỗi hoàn cảnh có thể là tùy theo hoàn cảnh khó khăn như thế nào, rồi Phong sẽ công khai trên đó. Rồi Phong cũng sẽ nói là số tiền của Mạnh Thường Quân bên cái hoàn cảnh của em Sang, em Quá bị điện giật á, rồi Phong sẽ nói trực tiếp lên video luôn. Thì trao khi nào hết 10 triệu này thì thôi. Thì
thì Phong sẽ bỏ ở đây. Cảm ơn hai đứa nha. Nhưng mà có cái em nói Phong nghe em gửi vô trong quỹ, nhưng mà ấy thì đừng anh Phong cứ giấu tên dùm cho chồng em. Chào không thì... anh nói Mạnh Thường Quân. Dạ đúng rồi, cái cha thì tại vì vợ chồng em cũng không không muốn là bé đó nói mà nó cho chị cảm ơn người kỳ đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng tùy em thôi. Dạ. Thì hồi bây giờ thì hai đứa nói câu đó đi trước khi anh khép chương trình, để quên nó coi cái máy có chạy không nữa. Để nãy giờ bấm cái máy mà đã đợi trao tiền xong rồi không có quay nó chết luôn đó. Rồi hên có. Rồi sao nói hết câu đi lâu lắm rồi anh mới xuống nữa. Lâu lắm. Nói lâu chứ mà lâu lâu cũng lạng lạng chứ không phải là có tiền rồi cái ôm bỏ đây, chồng đó nha. Nhưng mà nhớ nghe khi nào xuống nhớ gình gình cho em biết. Mốt mà nghe mà nói lén phén là đi với thằng nào là bỏ nó là có công chuyện nữa đó. Trời, lén phén thì nhiều rồi mà bỏ không biết có bỏ được không thì không biết. Rồi. Tại vì cô bác á nói gì nói, nhưng mà anh với tụi em á thì nhiều khi nói chuyện cũng giỡn cho nó vui cho cuộc sống mà với áp lực cho nó tan biến bớt thôi. Tại nhưng vì mà... nói thì nói thẳng luôn, nói ra luôn là bây giờ mà kêu quá ơi đi làm đẹp có thể đi. Nhưng mà kêu mà lấy chồng nữa là không chơi. Tuyệt đối à. Cho đó là không gỡ tới nữa, mệt. Thiệt tình là mệt. Nói chung là cô bác là thương em vì cái sự mà em thương chồng với thương con. Rồi hôm đầu thì em cũng có nói với ảnh luôn là bây giờ là muốn làm ăn có cái gì á, khi mà vợ chồng làm ra thì làm đẹp thì em vẫn đi làm đẹp. Em chỉ sửa soạn sơ cho riêng mình cho sạch sẽ hoặc là được tóc rồi thôi đúng không? Dạ đúng rồi, được tóc rồi gọn gàng thôi, cái đó là bình thường chứ đâu phải mà da mà sức kem một lớp là sơn móng tay móng chân là của ông màu này màu kia là cũng kỳ lắm á nha. Tại cái đó là chỉ có khi đi đám thôi. Đi đám thì em mới làm tới cái đó lâu lâu đi đám thì ông nói chứ đừng có sửa soạn quá rồi ở ngoài kia đàn ông nó thấy rồi nó nhìn nó ngó rồi nó queo quẩn nữa. Queo quẩn nói thiệt là nói thiệt tình luôn là queo quẩn thì chẳng có queo quẩn, nhưng mà hôm đợt ảnh thôi tiền này Sang nó giữ đi mày cứu sổ nha Sang. Bây giờ kêu mày sao luôn nè. Rồi em này giữ nè, không có đứng là... cho không có cho vợ đứng tên được. Nói thiệt là hôm đợt là ảnh đang nằm viện ha, là vẫn có người hỏi tới. Nhưng mà chồng em là chồng em. Đúng rồi. Chồng em cho dù như em. Thế nào tại vì quan điểm một thứ là ảnh không làm gì em hết, em đi ra đường em lấy quen được, em quen thằng khác được đó, em quen thằng khác có khi là anh đâu có yêu thương em như vậy đâu. Đúng rồi. Có khi là quen xong rồi nhậu nhẹt cờ bạc cười xong rồi đánh đập không, nhưng người ta chưa có. Với lại là em muốn cho con em là có cha có mẹ đầy đủ, chứ không muốn là đi ra đường nó nói là con bé đó nó không có cha có mẹ đơn thân. Nó cầm tiền được đó hả? Nói chung em nói từ từ đi tập nữa. Nói chung thì mấy tụi em cố gắng rồi làm phát triển kinh tế rồi, với mà tình cảm tụi em lúc nào gắn bó như vậy thì anh rất là mừng. Chứ không phải là anh muốn đi tới hoàn cảnh nào mình chia sẻ xong á thì giống như mình hết nhiệm vụ, hoặc là muốn cho người ta muốn làm gì làm thì cái đó không phải. Tại vì tiền Mạnh Thường Quân em suy nghĩ một điều á, em cũng đi làm. Thì kiếm đồng tiền cực lắm đúng không? Thì ai cũng vậy thôi. Mình suy nghĩ hay làm gì á, mình cũng phải suy nghĩ trước sau. Và bên cạnh đó những cái số tiền nè, cho dù là 100 ngàn hay là 10 ngàn đi nữa cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Nên mình suy nghĩ trước khi làm cái gì đó, mình làm cho nó ấy một chút. Rồi suy nghĩ chồng con gia đình nữa. Rồi thôi bây giờ thì chắc cũng sắp chiều rồi. Tối quá thì Phong cũng, tại vì Phong còn đi một chỗ nữa thì chắc cũng phải chào tạm biệt hai đứa. Thì có cái chuyến nào đi ngang đây á cũng ghé thăm gia đình, chứ không phải là anh nói là anh không tới nữa. Tại vì anh tới để biết cái tình hình mà gia đình sống như thế nào, có tốt, có ổn hay không. Rồi bên cạnh đó là để biết cái em quá dành cho em nữa, tình cảm em quá dành cho em nữa. Đúng không? Ở mấy bữa đi thành phố xong mà trắng tươi, ai về ai cũng quở là trời ơi, sao cỡ nạn dâu không hay không á. Nó sửa soạn trắng tươi. Rồi thôi bây giờ khép chương trình này để ngồi nó nói chuyện hoài tới sáng luôn cô bác anh chị ơi. Rồi thôi bây giờ thì Phong Nguyễn cũng cảm ơn ông bà cô bác Mạnh Thường Quân và những khán giả đã luôn tin tưởng và yêu thương kênh của Phong và tạo điều kiện cho Phong
trao sự yêu thương và có những cái điều tốt đẹp dành cho những cái hoàn cảnh. Thì chúc ông bà luôn có sức khỏe, bình an và nhiều thành công cuộc sống nha. Cái này là chơi ngu khét tiếng. Hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo nha. Chào ông bà cô bác. Chào khán giả ta em. Rồi. Rồi cất đi. Rồi cũng mới trao tiền cho mấy tụi nhỏ xong á bác. Rồi cánh tay con thấy cũng ổn á. Thì bác gái á, thì bây giờ là đại diện gia đình, đại diện bác trai nói ít câu giúp cho con ha. Bây giờ cũng đại diện gia đình với thay mặt gia đình giờ cảm ơn Mạnh Thường Quân, với trước hết là cảm ơn chú Phong. Dạ. Và các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cháu nó được cánh tay. Mừng. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Thầy bác đây cũng gian cố gắng, đừng có làm nhiều quá rồi mất công rồi bệnh tới bệnh lui nữa. Rồi hôm nay nhức mỏi quá trời, nó nhức cái này thì không có làm gì. Có số tiền đó thì cũng tranh thủ rồi gửi ngân hàng để mất công, để nhà cũng nguy hiểm đó bác. Thì chắc cũng kêu nó đi gửi cho sau này cho nó chứ. Dạ. Dạ. Thật sự con thấy là tới ngày hôm nay nó cũng rất là mừng. Chỉ con cũng đỡ lo. Tại vì tiền cũng giữ cũng hồi hộp nữa. Thì thôi bây giờ thì con cũng chịu quá, con cũng thu xếp đi về. Thôi gia đình mình cũng cố gắng ha, bác ha. Tại vì cảm ơn chú nha. Dạ dạ. Cảm ơn chú với cảm ơn mấy cô với cảm ơn cô trước nhiều, cảm ơn cô Ngọc. Dạ. Vợ chồng cô Ngọc với Mạnh Thường Quân rồi mấy cái chú rồi mà gửi cho em Sang nó mạnh lưới á. Dạ. Okay. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Giờ thôi con về nha. Rồi bây giờ cảm ơn chào bác gái. Dạ dạ. Rồi, tụi nó cũng thu xếp liền tiền cho nó. Rồi, chào hai đứa nha. Dạ. Bye hai đứa. Dạ, chú Phong chào con nha. Dạ, con. Dạ. Rồi, còn đứa bye. Kia đâu? Dạ, chú Phong. Rồi, bye con. Chú. Rồi, thôi, Hùng Nguyễn khép chương trình tại đây.